Dạo này tôi nghe đồn ở quanh đây có rất nhiều phù thủy đáng sợ xuất hiện. Nếu họ bắt gặp chúng ta, họ sẽ hút hết sinh khí trên cơ thể chúng ta, khiến chúng ta trở nên ốm yếu, nhằm gia tăng sức mạnh cho họ đấy. Ừ, thật đáng sợ. Vậy thì mau chóng về nhà thôi. Ta đã có sức mạnh sinh khí từ họ rồi, để ta xem thử nó mạnh đến đâu nào. Bia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phù thủy không có phép thuật như em. Mỗi lần đi thu thập sinh khí cùng ta đều chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi, chứ chả làm được gì. Hả? Nhưng mà không hiểu tại sao mọi người ở trong gia tộc phù thủy chúng ta lúc nào cũng cưng chiều em vậy chứ. Thật đúng là kỳ cục. Trật tự, ta cảm nhận được có ai đó quanh đây. Mau tiếp tục tạo khói để ta dọa kẻ đó hút thêm sinh khí đi. Kỳ lạ thật, hôm nay trong rừng thật âm u, lại còn có lời đồn về phù thủy hút sinh khí nữa. Nhưng may mắn mình có chiếc vòng bảo bối của gia đình truyền lại, nên chắc không sao đâu. Ồ, hôm nay ta gặp may rồi. Sinh khí của hắn tương đối mạnh đấy, chắc chắn sẽ giúp mình có thêm nhiều sức mạnh. Hả? Cái gì vậy? Là phù thủy sao? Pia, em đâu rồi? Em nhanh dọn dẹp mấy thứ này đi, để không ai biết được dấu tích của phù thủy chúng ta. Nhớ lại, nay thu thập nhiều sinh khí rồi, ta khá mệt, cho nên ta về trước đây. Em ở lại thu dọn đi. Hả? Cô là ai? Cô là phù thủy sao? Cô đừng lại gần tôi. Anh có làm sao không? Anh vừa bị thương nên không thể cử động được nhiều. Nhưng rõ ràng chiếc giọng này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của phù thủy nếu họ nhìn thấy nó mà. Chả lẽ đồ gia truyền của mình không có tác dụng sao? Thật ư? Nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Có lẽ vì tôi không có phép thuật nên không bị ảnh hưởng chăng? Mi thở dài rồi kể cho Alice nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Ý cô là sao? Tuy nhiên tất cả là vì lợi ích của gia tộc, chứ thực sự tôi không muốn làm hại ai hết. Mỗi lần Doris lấy sinh khí của ai đó, tôi đều lén quay lại giúp đỡ người dân đó họ bị thương hoặc là ngất đi. Và lần này là do anh tỉnh lại nhanh quá nên tôi mới bị phát hiện hành tung. Hóa ra là vậy. Vậy đi, tôi quyết định rồi. Tôi muốn làm bạn với cô. Dù cô là phù thủy, nhưng cô không hề làm hại đến người dân, thậm chí là còn cứu giúp mọi người, nên tôi muốn làm bạn với cô, có được hay không? Cảm ơn cháu. Cháu thật là tốt và nhân. Tay của cháu có chết gì thì phải. Vòng tròn phép thuộc phù thủy. Cháu là phù thủy. Là phù thủy kìa, tránh ra. Mọi người bình tĩnh. Không phải vừa rồi Mia đã giúp đỡ và chơi cùng chúng ta hay sao? Với lại Mia không có phép thuật thì chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu. Cháu biết cô ta là phù thủy hay sao? Cháu biết, nhưng không những cháu không nói cho mọi người biết mà còn đưa cô ta đến đây nữa hay sao? Cháu quen cô ta được bao lâu mà dám làm như vậy? Lỡ đâu cô ta đang cố tình giả tạo và tiếp cận cháu để gây nguy hiểm cho mọi người thì sao? Chúng ta cũng không thể biết cô ta có phải nội gián của phù thủy không. Cháu
cháu. Và kể cả dù đúng là cô ta không có phép thuật, nhưng mà chúng ta vẫn nên bắt giữ lại để đề phòng, đúng không mọi người? Đúng vậy. Alice, cứu tôi. Mia, bây giờ thì coi như bỏ được cây gai trong mắt. Alice, Mia, nhanh lên, mau cùng ta trốn nhanh. Làm dở cái dòng cổ của cậu ấy, và sao bà lại sử dụng phép thuật để tấn công bọn tôi? Chào Mia. Chị Doris, tại sao chị lại làm vậy với em? Bởi vì ta không chấp nhận được một người vô dụng như em đi đến đâu cũng được nhiều người hoan nghênh và yêu quý tới như vậy, kể cả là gia tộc hay là con người. Còn ta thì sao? Tất cả chỉ là những cái nhìn thờ ơ và ghẻ lạnh từ họ mà thôi. Tất cả là do em. Vì vậy, nếu em biến mất khỏi thế giới này thì mọi người sẽ quý mến và quan tâm tới ta, và ta chính là người duy nhất thừa kế vị trí đứng đầu của gia tộc phép thuật này. Hơn nữa, nếu ai hỏi về chuyện này, ta sẽ nói vì em giao du với con người, cho nên ta đành ra tay với em để bảo vệ bí mật gia tộc phù thủy mà thôi. Chẳng ai có thể quan tâm đến em hết. Không phải vậy đâu. Im lặng đi, Mia. Thân nhau quá ha. Vậy thì để ta hạ gục luôn cả hai. Em còn lời nào muốn trăn trối hay không? Xin lỗi, vì đã làm liên lụy đến cậu. Đừng nói như vậy. Tôi không hề hối hận vì đã quen biết với cô. Tôi chỉ hối hận vì không thể làm bạn với cô lâu hơn và chứng minh cho mọi người thấy cô là người tốt. Cậu đã tỉnh lại rồi. Ừ. Nhưng nhìn người cô kìa, những ánh sáng đó là gì vậy? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi làm cơ thể nhận được nguồn sức mạnh dồi dào. Hay chính là niềm vui đã tạo nên sức mạnh của cô? Mấy đứa nhóc đó vừa làm gì với mình vậy? Sức mạnh đó quá lớn, mình phải trừng phạt chúng mới được. Hả? Cẩn thận. Không. Hả? Đồ đi, đã biến mất rồi. Đúng rồi, chúng ta thắng rồi. Alice. Alice. Mia. Sau đó, con gái à? Mia và người dân tìm thấy họ trong rừng. Nhưng khi nghe được câu chuyện và chứng kiến sức mạnh của sự hạnh phúc, họ quyết định bắt tay làm quà với nhau để cùng chung sống. Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.